là sò mình chuẩn bị nướng nha cả nhà. Le lử nó tự tử trước khi luôn. Thôi em sẽ đi bắt nước lên nha. Mình sẽ luộc sơ sọ. Nào, cái là nước tắm mà giới thiệu nha. Bây giờ em sẽ làm nước mắm để xíu nữa mình nướng sò ăn. Mình sẽ chan nước mắm vô rất là ngon. Nguyên liệu của em gồm có đường, 3 củ tỏi, 1 trái ớt và 1 trái chanh. 1 trái chanh. À, trái chanh siêu to khổng lồ luôn. To quá chừng to. Dạ. Yeah. Mở cái đèn cho. Hi, em xin chào mọi người đã trở lại với kênh Hương Trầm TV nha. Hôm nay em sẽ làm món sò nướng mỡ hành nha cả nhà. Bây giờ em sẽ đi làm nước chấm đây. Ăn sò nướng thì không thể thiếu nước chấm nha cả nhà. Đây, em sẽ chia sẻ với mọi người là mình làm nước chấm như thế nào để ăn sò cho nó ngon nhé. Ăn sò nướng thì không thể nào thiếu nước chấm được. Nướng theo mỡ hành thì không thể nào mà thiếu hành được nha. Dầu vô cho sò em sẽ chế vô trong mỡ hành nha. Chèo. Wow. Thank you.
Thế là mình đã hoàn thành một tô mới hả? Luộc sơ sò, nhưng mà mình đừng quên là mình sẽ nêm một ít muối. Được. Nếu như mà mình luộc không á, thì nó sẽ rất là nhạt. Mình nêm một ít cho nó thấm trong sò thì nó rất là ngon. Cái này là sò lông nha cả nhà. Sò lông. Con này là sò lụa. Hôm nay mình nướng hai thứ thử có ăn con nào ngon hơn nhé. Đây bạn này là tự tử trước khi vào nồi luôn. Bạn này sợ quá, bạn này tự tử rồi. Đây là đứa ra luôn. Tội nghiệp gì đâu. Thấy thương quá. Đây bạn này cũng lè lưỡi luôn rồi. Giờ nước lên tiên này em sẽ cho sò vô nha. Mình cho nó há miệng ra để mình dễ tách. Giờ bạn nào há miệng mình sẽ nhớt ra. Wow. Con này ú lắm luôn á. Con này ú lắm luôn á. Nó quá trời ú luôn. Đâu lại cho đặc sản vào đây. Cái con sò đông nó mau há miệng hơn á cả nhà ha. Còn mấy bạn kia chưa thấy há miệng. Trong cái mẹ đi, cái này nướng nhanh mà. Dạ quá trời đồ ăn, nướng lạc xưởng gì trời. Thank you.
là lao không thôi. Con
có một bạn nữa chưa có nghĩa tầm nữa ta. Giờ khó quá mình không thấy. Trời ơi, con mình mẩy á. Mình mẩy là cái gì? Chưa. Em mời cả nhà ăn sò nướng với em nha. Ai
mời cả nhà mình, giờ mình ăn thử con sồi, con sồi lụa ấy. Mời cả nhà nha. Đây em sẽ chan xíu nước mắm lên. Wow. Mời cả nhà nha. Sò ăn rất là ngon. Giờ mình sẽ dùng thử con sò lông nha cả nhà. Trời ơi mình mẩy em như vậy. Mời cả nhà ăn sò lông nướng mỡ hành với em nha. Đây chan nước mắm vô. Đây mời cả nhà nha. Rất là ngọt. Rất là hấp dẫn nha cả nhà. Nay em chia sẻ, nay em chia sẻ video này, mong cả nhà có thời gian mình sẽ làm món sò nướng mỡ hành cực kỳ đơn giản và rất là ngon nha, tiện lợi cho cả nhà mình vào dịp cuối tuần nha cả nhà. Em chúc cả nhà vui vẻ. Em xin kết thúc video ở đây và đừng quên đăng ký kênh và cập nhật những video mới nhất nha cả nhà. Bye bye, tạm biệt cả nhà.